Với thiết kế đặc biệt thì phương tiện có thể di chuyển cả trên cạn lẫn dưới mặt nước và thu gom rác thải rất hiệu quả. Đặc biệt là tại khu vực mép nước thì đây là một khu vực đặc biệt mà sóng nó lây xuống thường xuyên. Thì phương tiện ở cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm rất là đặc biệt mà có thể thu gom được những cái rác thải tại khu vực đó. Trước mắt thì bọn em cũng đang thực hiện cái dự án này và những cái mục tiêu trước là bọn em sẽ vào ngay tại thành phố Đà Nẵng và tiếp tới là những cái thành phố biển, thành phố du lịch biển. Hiện nay đang có kết hợp với lại Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thì hiện nay đã hỗ trợ 200 triệu để cho nhóm phát triển rồi. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cái doanh nghiệp cũng đang ngỏ ý là muốn hỗ trợ nhóm nữa. Cho nên là chúng tôi cũng rất là hy vọng trong thời gian sắp đến thì cái phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển sẽ hoàn thiện và được đưa vào sử dụng trong thực tế.